Học onlineiz.net là một website mà các bạn có thể học được tất cả những cái khóa học miễn phí hoàn toàn từ cơ bản tới nâng cao. Về hướng dẫn thiết kế website với WordPress chuẩn SEO. Như các bạn biết, hiện nay chúng ta kinh doanh trên môi trường Internet thì website rất cần thiết. Nó sẽ là đại diện cho thương hiệu của công ty bạn. Nó là một nơi để cho chúng ta có thể mở một cái gian hàng, bán hàng trên online rất là hiệu quả. Nếu bất kỳ một ai muốn kinh doanh trên môi trường online thì các bạn cần phải có cho mình một website. Bạn là người không biết code web, bạn là người không rành về IT cũng như chưa bao giờ từng thiết kế web bao giờ. Thì đây là một khóa học có thể giúp các bạn chỉ bằng những thao tác kéo thả và các bạn sẽ có được một website rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ đi qua toàn bộ là 4 chương và tôi sẽ lần lượt đi qua chia sẻ với các bạn cách làm sao chúng ta dựng lên một website bán hàng rất là chuyên nghiệp và đẹp mắt chỉ bằng những thao tác kéo thả mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua chương 1. Trong chương 1 này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về vai trò website và tầm nhìn tổng quan. Ở bài thứ nhất của chương đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là vai trò của website trong marketing online. Ở bài thứ hai thì chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu vì sao lại chọn website bằng WordPress để chúng ta thiết kế. Ở bài thứ ba thì tôi sẽ đi qua giới thiệu với các bạn domain là gì, hosting, thêm, menu, sidebar và footer. Ở bài số 4 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản hosting và cách lưu ý như thế nào. Ở bài thứ năm thì chúng ta sẽ đi qua, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình website nó chạy như thế nào. Ở bài số 6 thì tôi sẽ tóm lại toàn bộ các quy trình để chúng ta hoàn thiện một website là gồm những bước như thế nào. Bây giờ là chúng ta cùng đi qua bài thứ nhất. Trong bài đầu tiên này thì tôi sẽ đi qua chia sẻ với các bạn về lợi ích của website trong marketing online. Ở đây các bạn thấy là một solo chiến lược dạng cây, đúng không? Bao gồm một gốc rễ nghiên cứu chiến lược thương hiệu và nội dung, và những cái cành cây là những chiến lược về marketing sử dụng mọi thứ. Và các bạn thấy là ở giữa ngay thân cây này, đó là website hiệu quả. Thì một website hiệu quả là chúng ta phải bao gồm những gốc rễ, cành lá, đúng không ạ? Và các bạn thấy là thân cây được ví như là website, nó rất quan trọng. Và chúng ta sẽ dùng những cái công cụ Facebook, YouTube, G+, Twitter, mạng xã hội, email, Pinterest, và chúng ta sẽ điều hướng truy cập vào website. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở bài học gần cuối của chương trình này. Và lợi ích của website trong marketing online là gì? Chúng ta cùng đi điểm qua một số điều như sau. Thứ nhất, nó tạo thương hiệu cá nhân. Ví dụ tôi là làm trong lĩnh vực marketing online, tôi sẽ chia sẻ về những lĩnh vực tôi đang làm và tôi tạo ra một website riêng với tên là levantruong.net chẳng hạn. Thì trong website đấy tôi chia sẻ những cái thông tin hữu ích về marketing online và kiếm tiền online. Từ đấy tôi xây dựng cái thương hiệu của tôi là levantruong.net. Website có thể giúp các bạn tạo nên một thương hiệu cá nhân rất là nhanh, giúp chúng ta lan truyền rất là nhanh trên môi trường internet nếu các bạn có một website về riêng của mình. Điều thứ hai đó là chúng ta tạo nên một thương hiệu công ty. Ví dụ như tôi đang muốn mở một công ty về bán hoa kiểng thì tôi sẽ tạo ra một tên website với cái thương hiệu của công ty tôi. Đó, từ đấy thì tôi bia tiếp thị và chia sẻ những cái lĩnh vực tôi đang bán về chuyên về hoa kiểng ở trên cái website đấy. Thì chúng ta sẽ tạo nên được một cái thương hiệu nếu chúng ta đi xây dựng nó lâu dài, bền vững và chúng ta sử dụng những cái công cụ khác. Thì những công cụ gì thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở phần gần cuối của chương trình. Tạo cộng đồng. Tạo cộng đồng đây là các bạn có thể tạo ra một website, sau đó chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, những cái người vào đó chúng ta bình luận, chia sẻ, rồi trao đổi lẫn nhau. Đấy là tạo ra một cái giống như diễn đàn, website chuyên về diễn đàn đấy ạ. Lợi ích của website là chúng ta bán một sản phẩm dịch vụ bất kỳ. Ví dụ các bạn có một sản phẩm về làm đẹp hoặc thời trang, các bạn muốn bán trên môi trường online thì các bạn cần phải có một website để khi một khách hàng hoặc một ai đó hỏi thì các bạn có thể là chỉ họ vào website của công ty chúng ta hay là về vào cái shop của chúng ta để họ mua hàng. Thì chúng ta có thể dùng website để bán một sản phẩm dịch vụ bất kỳ trên cái môi trường online. Website còn có thể dùng để kiếm tiền thông qua Google Sense. Google Sense là cái gì? Google Sense là những cái người chuyên đi làm những cái website, sau đó họ chia sẻ về những cái lĩnh vực của họ. Ví dụ như lĩnh vực mẹ và bé thì họ chuyên chia sẻ những cái mẹo, những cái thủ thuật ở trên cái website đấy. Sau đó họ đi liên kết với Google
giống như là kết nối với Google để Google đặt cái quảng cáo trên cái website và cùng ăn chia cái tiền đặt quảng cáo trên đấy. Đó là thông qua Google Sense. Chúng ta có thể làm ra một website chỉ để chia sẻ với một đam mê nào đó, chúng ta chia sẻ và chúng ta kiếm được tiền từ những lĩnh vực chia sẻ của chúng ta. Và chúng ta có thể kiếm tiền thông qua affiliate. Affiliate là cái gì? Tức là chúng ta không có sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa gì hết và chúng ta đi liên kết với một đơn vị, một trang thương mại điện tử nào đó, chúng ta có tiền thông qua cái lĩnh vực là chúng ta lấy sản phẩm của họ và chúng ta tiếp thị đi review cái sản phẩm của họ và chúng ta xây dựng được một website chuyên review cái sản phẩm của họ và ai đó mua hàng thì chúng ta sẽ có tiền thông qua tiếp thị liên kết hay gọi là affiliate marketing. Chúng ta có thể kiếm tiền bằng quảng cáo. Kiếm tiền bằng quảng cáo là chúng ta tạo ra website và có rất nhiều người truy cập và chúng ta cho những cái đơn vị đang bán những cái sản phẩm dịch vụ hàng hóa thuê cái khoảng trống trên website của chúng ta để họ đặt cái banner quảng cáo trên đấy thì chúng ta sẽ có tiền từ việc cho họ thuê cái không gian trống trên website chúng ta đặt quảng cáo. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết bài 1 lợi ích của website trong marketing online. Nó giúp cho các bạn hiểu website có lợi ích gì trong cái vai trò của marketing online. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.